Cá hồi được sinh ra từ nước ngọt nhưng lại lớn lên ở biển. Da của loại cá này rất trơn láng, thịt cá có màu cam, là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là omega 3, DHA, EPA, vitamin B12, chất sắt, protein. Cá hồi ít xương, nạc nhiều, không tanh, lại có hương vị thơm ngon nên dễ chế biến thành các món ăn, đặc biệt là các món sống như sushi, sashimi. Cá hồi nhiều giá trị dinh dưỡng, dễ ăn, dễ chế biến nên được rất nhiều người ưa chuộng. Cá hồi cũng được coi là một trong những loại cá cao cấp, đổi vị và cải thiện dinh dưỡng cho người Việt. Có thể nói trong vòng 8-9 năm gần đây thì cá hồi bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Thế và trong vòng 5 năm gần đây thì Việt Nam đã nuôi thành công cá hồi. Đấy, ví dụ như trên Sapa hoặc trên Đà Lạt, đấy, mình đã nuôi được cá hồi để tiêu dùng. Thế thì đấy là một cái thành công rất tốt. Thế về xét về mặt dinh dưỡng thì có thể nói cá hồi là một loại cá mà có đảm bảo các chất dinh dưỡng rất cao. Là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người cũng như cho cuộc sống của con người. Ngày nay, cá hồi được bán và được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực của người Việt. Chúng ta có thể mua cá hồi tại các cửa hàng hải sản hay ăn các món chế biến từ cá hồi tại những nhà hàng cao cấp. Cá hồi là loại cá giàu dinh dưỡng, nhưng để hấp thụ tối đa giá trị dinh dưỡng từ cá hồi, chúng ta cũng cần có những lưu ý nhất định trong lựa chọn, bảo quản và chế biến loại cá này. Tức là mình phải kiểm soát được nguồn nước, kiểm soát được thức ăn, kiểm soát được chăm sóc thú y, rồi kiểm soát được quá trình giết mổ, đấy, lưu chuyển, vận chuyển. Đấy. Bởi vì nếu quá trình mình cho nó ăn thức ăn không tốt, dùng thức ăn tăng trưởng đấy, thì cũng không hay. Nó lưu trữ hoặc là khi mình dùng kháng sinh đấy, thì mình phải dùng loại gì mà của ngành nông nghiệp cho phép. Đấy, cho nên tất cả cái toàn bộ cái chuỗi nuôi cá hồi là mình phải kiểm soát được. Cá nhập khẩu thì mình phải lưu ý là quá trình bảo quản hay là nguồn gốc mình nhập ở đâu, đấy, có an toàn hay không. Đấy, để ví dụ mình nhập về cái thì mình phải bảo quản nó ra làm sao. Chứ nếu mà mình để cái lúc nhiệt độ thường xong lại cho lên đông đá rồi lại bảo quản lạnh thì cái sự thay đổi đó cũng không tốt. Nó sẽ tạo ra những cái chất độc trung gian trong cá hồi. Để biết cá còn tươi, hãy cầm phần đuôi của cá và lắc. Nếu thịt ở đốt sống lưng chắc thì cá đó còn tươi. Ấn vào mình cá để kiểm tra, chọn những con cá có độ đàn hồi tốt. Khi ăn các món từ thịt cá hồi sống, cần phải quan sát, chọn cá có màu cam tươi, cá có màu nhờ và đục, thịt ăn bờ và vữa là cá đã để lâu ngày. Cá hồi là loại cá sống ở tầng nước sâu nên cũng rất dễ nhiễm độc tố, đặc biệt là thủy ngân. Do đó, lựa chọn nguồn cá hồi đảm bảo cũng đóng một vai trò rất quan trọng đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc bảo quản cá cũng đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là với cá hồi nhập khẩu thường được vận chuyển và bảo quản qua rất nhiều công đoạn. Cũng như những loại hải sản đông lạnh khác, cá hồi cũng luôn được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn, không được bảo quản lạnh ngắt quãng, kể cả khi ăn cũng phải ăn lạnh. Ướp lạnh cá để bảo quản dùng trong vòng 24 giờ. Nếu cá hồi để trong ngăn đông lạnh thì có thể bảo quản trong vòng 3 tháng. Giã đông trước khi sử dụng. Nếu quá trình này bị ngắt quãng thì nó sẽ không còn giá trị. Chúng ta ăn sống thì chúng ta phải được kiểm soát, các cái thực phẩm nguồn nguyên liệu ấy phải được kiểm soát rất chặt chẽ từ khi đánh bắt về vệ sinh, bảo quản, từ khi đánh bắt, lưu thông, rồi là chế biến, bảo quản và đến khi tiêu thụ là hoàn toàn là phải có một cái điều kiện chế độ rất là nghiêm ngặt và được kiểm soát chặt chẽ. Cá hồi nếu mà ta đảm bảo tươi thì ăn sống rất tốt,
Nhưng chúng ta lưu ý nếu mà để nó tái đi rồi hoặc là để nó biến chất bảo quản lâu rồi đấy, thì nguy hiểm. Bởi vì nó tạo ra trong cái loài cá mà đưa lên khỏi không khí rồi mà để ra nhiệt độ thường, nó rất dễ bị phân hủy cái protein chất đạm của nó, và nó tạo ra các chất trung gian chuyển hóa. Đấy, ví dụ như histamine. Đấy, ví dụ nhất là histamine. Thế rồi một số các axit amin trung gian khác ăn vào là bị độc ngộ độc. Khi chế biến cá hồi, cần phải chú ý. Trước khi chế biến cá, nên làm sạch cá bằng nước sạch và giấm hoặc rượu để khử mùi tanh. Cá hồi có thể ăn sống. Món ăn phổ biến mà người ta hay dùng là món sushi. Ngoài ra cá hồi có thể làm các món nướng, món chiên, món kho. Để giữ được hương vị của cá hồi, không nên chế biến quá kỹ và không sử dụng quá nhiều gia vị. Nấu cá trong thời gian ngắn, không rán kho, nấu cá quá lâu vì thịt cá hồi sẽ sạm lại, rất khô và không ngon. Cá vừa chín tới hoặc còn hơi tái một chút thì sẽ mềm, ngon và thơm hơn. Thịt cá hồi có vị ngọt và đậm đà đặc trưng nên cần giảm lượng gia vị, không nêm quá đậm sẽ làm mất vị ngon của cá. Tốt nhất nên dùng cá còn tươi sống. Nếu không, có thể dùng cá hồi đông lạnh nhưng phải cho vào ngăn mát tủ lạnh để cá giã đông từ từ. Như thế thịt cá mới không bị bở nát. Sushi và sashimi là những món ăn cổ truyền nổi tiếng của người Nhật. Đây cũng là những món ăn được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay, chúng được bày bán tràn lan và thiếu sự kiểm soát. Từ quá trình nhập khẩu, bảo quản cho đến chế biến, nên nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ngộ độc cho người sử dụng. Độ lạnh để bảo quản món ăn không đạt tiêu chuẩn. Nhiều nhà hàng chỉ bảo quản mát khi có khách ăn đem đi chế biến, hoặc thậm chí chế biến sẵn và bảo quản ở môi trường nhiệt độ bình thường trong một thời gian dài. Làm như thế không những không thể hấp thụ được dinh dưỡng từ món ăn, mà thậm chí nó còn gây ra phản tác dụng. Như vậy thì ở Việt Nam, có nơi nào mình có thể bảo đảm rằng là cái này đã bắt khi cá sống lên, đảm bảo là nó không có các cái vi khuẩn mà có thể gây bệnh, như vi khuẩn mà hay có trong các cái loại đồ biển, là như cái vi khuẩn như là Salmonella, rồi là những Listeria, và một cái nữa là các cái vi khuẩn có thể gây sinh histamine, tức là khi các vi khuẩn ở các cái thực phẩm mà nó kém tươi đi là có thể dễ dàng sẽ các cái vi khuẩn mà sinh cái histamine nó có thể vào. Thế cho nên là cái thực phẩm mà cá sống ở Việt Nam để chế biến được thì phải đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận rất rõ ràng để kiểm soát được cái điều đó. Nhiều cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng các loại axit béo omega 3 chứa trong cá hồi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài chức năng chống các dấu hiệu lão hóa, axit béo omega 3 còn giúp giảm mức cholesterol và huyết áp, kéo giảm nguy cơ bị đột quỵ, giúp giảm đau và cứng khớp gây ra bởi viêm khớp, tăng cường mật độ xương, cải thiện chức năng nhận thức của trẻ hiếu động và trẻ kém tập trung, cũng như giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư nhất định và các bệnh về mắt liên quan tới tuổi tác. Protein có trong cá hồi không chỉ giúp thành lập và phục hồi các mô cơ bắp mà còn cho tất cả các tế bào trong cơ thể. Những người ăn kiêng, đặc biệt là những người áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate, có thể bổ sung cá hồi vào chế độ ăn hàng ngày,
như là món ăn thay thế cho thịt đỏ với nhiều protein và ít các chất béo bão hòa. Tuy nhiên, điều đầu tiên chúng ta phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định khi lựa chọn, chế biến và bảo quản cá hồi để hấp thụ được hết các dưỡng chất của nó.